anh chị có đang cảm thấy bị mất phương hướng, bạn có đang cảm thấy không có năng lượng, không có động lực để làm việc, bạn không có cái năng lượng tốt hơn trong cuộc sống. Rất là nhiều anh chị hỏi rằng là Theo ơi, chị rất là thích cái năng lượng của Theo, muốn có một cái sự năng lượng để mà có thể làm việc nhưng mà không thể làm điều đó. Qua rất là nhiều câu hỏi như vậy thì Theo mới phát hiện rằng mà bạn có một cái mục tiêu lớn thì sẽ giúp cho bạn tràn đầy năng lượng sống và làm việc cả ngày. Và trước đây Theo cũng đã từng là một người không có mục tiêu, không biết cách đặt mục tiêu, không có ước mơ, không có định hướng cho cuộc đời của mình. Vào môi trường rèn luyện của câu lạc bộ thì Theo mới học được một công cái bí mật đầu tiên mà nó đã thay đổi cái cuộc sống của mình luôn, đó chính là cái công thức đặt mục tiêu thông minh. Và sau khi mà Theo đã học tập và đã rèn luyện và thực hành trong nhiều lần thì Theo mới phát hiện ra trong cái công thức đặt mục tiêu thông minh này nó có hai cái yếu tố. Khác cũng đặt mục tiêu mà người ta lại không đạt được, mà tại sao khi mà các anh chị ráp đúng cái công thức đặt mục tiêu thông minh thì giúp cho các bạn đạt được cái mục tiêu dễ dàng hơn. Thân của Theo là một cái người rất sợ đặt mục tiêu, tại vì mình sợ mình không có đạt được nó và mình sẽ bị áp lực. Nhưng mà Theo rất là hạnh phúc và nó thật sự rất là đơn giản nếu như các anh chị nắm được trong tay cái công thức đặt mục tiêu thông minh mà Theo đã được học trong môi trường của câu lạc bộ này. Theo xin gửi tặng lại các anh chị. Anh chị hãy nhớ có hai yếu tố, có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là mục tiêu của anh chị nó cần phải cụ thể, rõ ràng và chi tiết. Và cái yếu tố số 2, mục tiêu của bạn á, nó phải có cảm xúc cao. Cái cảm xúc này nó có thể kích hoạt được cái con người phi thường bên trong của bạn. Yếu tố thứ nhất là chi tiết cụ thể, nó rõ ràng ở đây là cái gì? Cái mục tiêu của bạn á, nó phải cụ thể, nó phải rõ ràng. Như bạn đang có mục tiêu là về lợi nhuận, muốn có gia tăng về tài chính thì bạn phải cụ thể rõ ràng là bạn đang muốn có một cái lợi nhuận là bao nhiêu tiền. Trước đây Theo luôn muốn rằng là Theo có cái thu nhập cao hơn, nhưng mà mình không có xác định rõ là thu nhập cao hơn là bao nhiêu. Cho đến một ngày mình mới đưa ra một cái mục tiêu, đó chính là tại sao mình lại không có mục tiêu 100 triệu lợi nhuận nhỉ. Và từ khi mà Theo xác định rõ cái thứ số tiền mà Theo cần ở đây là Theo cần có một cái thu nhập, nâng cấp được một cái thu nhập là 100 triệu lợi nhuận một tháng, bước vào một cái nhà hàng, họ hỏi là bạn ơi bạn muốn ăn gì, ăn cái gì cũng được. Người ta có biết rằng là anh chị muốn ăn cái món gì mà đưa cho các anh chị không ạ? No. Nên là bài học mà Theo nhận ra đây là kể từ giây phút này trở về đi, bất cứ cái thứ gì mình muốn, mình cũng phải yêu cầu và đặt mục tiêu nó phải rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Tôi cần cái gì? Thứ hai, cần phải có cái thời gian rõ ràng. Nếu mà không có thời gian rõ ràng thì mục tiêu nó sẽ không được hình thành đâu ạ. Hãy xác định rõ cái ngày, tháng, năm mà các anh chị muốn sở hữu được, muốn đạt được cái mục tiêu đấy. Một cái mốc thời gian cụ thể đó chính là 30 ngày. Các anh chị nói là cái mục tiêu mà nó được hoàn thành tốt nhất là nó được ở trong cái giai đoạn là 20 cho đến 30 ngày. Đó là một cái thời gian đủ để chúng ta hoàn thành một cái mục tiêu ngắn. Và hãy nhớ mốc thời gian hôm nay vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tôi và cái phần cảm xúc là cái phần quan trọng các anh chị. Cái mục tiêu các anh chị nó cần phải có cảm xúc cao. Vậy thì để mà cái mục tiêu nó có cảm xúc cao á thì bạn phải nhớ một cái yếu tố ở đây, đó chính là cái lý do. Cái lý do gì? Cái lý do mà bạn đạt được cái mục tiêu đó là cái gì? Bạn phải nắm rõ cái lý do trong tay, trong cái tầng tiềm thức của bạn. Bạn cần phải nhớ rõ cái lý do đó là cái gì. Ví dụ như là hồi xưa đó, theo tất cả mọi người đó, họ không có đạt được mục tiêu của họ là bởi vì họ luôn tìm cho họ cái lý do để họ không làm được. Cái người thành công họ lại khác, họ luôn tìm kiếm cho mình cái lý do là tại sao tôi phải đạt được cái mục tiêu này, và tôi đạt được cái mục tiêu này là tôi được cái gì, tôi được cái gì, tôi được cái gì. Thì từ khi các anh chị đặt cái mục tiêu ra thì các anh chị phải liên tục, anh chị nói là liên tục, phải liên tục lặp đi lặp lại cái lý do là tôi có 100 triệu lợi nhuận là để tôi có tiền, tôi cho cha mẹ của tôi có tiền để mà tôi có thể mua cho mình cái bộ quần áo đẹp, và tôi có tiền tôi mới tích góp lại để mà tôi có thể đầu tư cho mình những cái trí tuệ, những cái sức khỏe hoặc là những cái tài sản trong tương lai. Nó phải có lý do, và cái lý do này nó phải được lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại. Và những cái lúc mà các anh chị muốn từ bỏ thì những cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta cần phải nấu ra cái lý do nhiều hơn nữa.
Và mỗi lần mà mình nhắc đến cái lý do đó là trong người mình nó rạo rực, trong người mình nó hạnh phúc, trong người mình nó cảm thấy tuyệt vời. À, một trong những cái yếu tố số 2 để giúp cho cái mục tiêu của các anh chị nó gia tăng cái cảm xúc, phải sống như thể là đạt được rồi. Đây là cái yếu tố mà hầu hết tất cả các anh chị ở đây mình sẽ không biết đâu mà. Và trước đây thì cũng có biết đâu, đây là mục tiêu nào đặt ra nó khó, nó không có dễ dàng. Nhưng mà nếu như các anh chị biết sử dụng cái gọi là nghệ thuật hình dung tưởng tượng, sống như thể đã đạt được rồi, thì các bạn đã huy động được 90% cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của bạn để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của bạn dễ dàng hơn. Và có những cái mục tiêu mà nó tưởng chừng như rồi nó rất là to lớn, nó rất là khủng khiếp, nhưng mà bạn vẫn có thể đạt được bởi vì bạn đã huy động được 90% cái sức mạnh tiềm ẩn đấy. Mà thông qua cái việc là hình dung tưởng tượng và phải sống như thể đạt được rồi. Có nhiều anh chị đến học tập và rèn luyện với Theo, Theo hướng dẫn cho các anh chị cách đặt mục tiêu. Và các anh chị nói rằng là Theo ơi, chị vẫn làm theo đúng như Theo nói, nhưng mà chị thấy là nó đâu có gì xảy ra đâu. Và khi mà các anh chị nói như thế có nghĩa rằng là cái mục tiêu đó anh chị vẫn chưa có sống như thể đạt được rồi. Giả sử như ngày 30 tháng 6 năm 2023 là cái ngày mà Theo đạt được 100 triệu lợi nhuận đúng không ạ? Thì Theo phải tưởng tượng được, Theo phải hình dung được là hôm nay là cái ngày đó, chính xác là cái thời điểm nào thì cái mục tiêu của mình nó đạt được, là vào lúc nào, giờ nào, mình cho luôn cái giờ luôn. 10 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023 mình thật sự rất là hạnh phúc, trái tim của mình rất là rung cảm, mình cảm thấy tự hào, mình cảm thấy mình xuất sắc. Và ngày hôm đó vô tình mình đã nhìn thấy cái số tiền 100 triệu trong cái tài khoản của mình. Wow, yes. Và mình hãy hình dung trong cái bức tranh hình dung tưởng tượng đó, các anh chị phải liên tưởng đến cái cách mà các anh chị đã ăn mừng như thế nào, anh chị vui sướng như thế nào, anh chị phải có được cảm xúc đó. Theo có làm một cái video cũng như là Theo có hướng dẫn ở trong Zoom rất là nhiều để mà hướng dẫn các anh chị cái cách để mà mình gia tăng cái cảm xúc này. Theo sẽ có một cái video riêng và Theo có rất là nhiều cái buổi hướng dẫn ở trong cái buổi Zoom. Nếu như các anh chị có thể muốn rõ hơn về phần này, các anh chị có thể tham gia vào những cái link nhóm học tập Theo để ở đây để các anh chị có thể vào mình rèn luyện cùng với Theo nha. Bởi vì hầu hết các anh chị không đạt được cái mục tiêu là bởi vì anh chị thiếu cái phần này. Đó chính là bạn đã không biết cách hình dung tưởng tượng và sống như thể đạt được rồi để đưa cái cảm xúc nó tăng cao. Nếu mà giúp cho các anh chị rõ hơn trong cái việc hình dung tưởng tượng thì Theo có một cái bài tập nhỏ ở đây cho các anh chị. Ngay bây giờ ngay lúc này các bạn hãy nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Ngay bây giờ ngay lúc này anh chị hãy tưởng tượng là Theo đang cầm một cái trái chanh màu xanh bọng nước. Trái chanh màu xanh bọng nước. Và bây giờ Theo sẽ dùng cái dao cắt cái trái chanh này ra, cắt làm 2, làm 4, làm 6 và nước nó bắn tung tóe. Và Theo đã lấy ra một miếng chanh, Theo quét nhiều muối ớt và Theo bỏ vô miệng của bạn. Và bạn hãy nhai đi, nhai. Rồi, ngay bây giờ các anh chị đang có cảm nhận được cái cảm xúc chua không ạ? Hey, và các anh chị hiểu không ạ? Theo không hề có cái trái chanh này đây. Và Theo đang mới vừa đưa cái cảm xúc ăn chanh vào trong người của các anh chị đó. Vậy thì nếu như các anh chị có được cái cảm xúc là anh chị đã có 100 triệu lợi nhuận rồi bên trong của các anh chị, thì cái chuyện mà các anh chị tạo ra bên ngoài thì nó mới dễ dàng hơn. Các anh chị nói vậy, anh chị sẽ được huy động một nguồn lực rất là mạnh bên trong của mình để nó giúp, nó hậu thuẫn các anh chị đạt được cái mục tiêu đó dễ dàng hơn các anh chị nhé. Và một cái yếu tố số 3 để giúp cho các anh chị có thể gia tăng được cái cảm xúc của mình về cái mục tiêu của mình, đó chính là mục tiêu của bạn nó phải đủ lớn. Mục tiêu nó phải đủ lớn, mục tiêu nó hơi lớn một chút, nó lớn hơn một chút, nó lớn hơn so với cái tầm hiện tại của bạn, mới sinh ra cái cảm xúc cho bạn. Ví dụ như là lúc xưa Theo đang có cái nguồn thu nhập là 10 triệu một tháng, và Theo nghĩ rằng là tất cả mọi người ở xung quanh của Theo ấy, ai cũng làm ra cái thu nhập 5 triệu, 10 triệu là cao
đông nhất rồi. Và lúc đó theo tưởng là nếu như mà mình có một cái thu nhập mà 100 triệu nó gấp rất là nhiều lần cái thu nhập của mọi người thì chắc là lúc đó mình sẽ tuyệt vời lắm đây, mình sẽ đỉnh cao lắm đây, cha mẹ mình sẽ tự hào về mình lắm đây. Và mẹ mình cứ nói rằng là cái anh đó, cái con đó nó đã đi làm và nó mang tiền về cho cha mẹ như thế này nè. Mà mẹ thấy cứ so sánh như vậy, và tôi cảm thấy là nếu như mình sở hữu được một cái thu nhập như thế thì mình sẽ rất là tự hào cho cha mẹ của mình. Và mình mới trích ra 10 triệu để mà mình thoải mái cho cha mẹ của mình, và mình mới trích ra 10 triệu mình thoải mái mình chi tiêu cho bản thân của mình được. Chứ nếu như mà mình làm ra 10 triệu mà mình trích hết 10 triệu thì nó đâu còn gì đâu. Cái mục tiêu lớn đó nó đã gây cái cảm xúc cảm hứng cho Thiều rất cao, và nó làm cho mình có thể mở mắt vào sáng sớm và thức ở đêm khuya mà vẫn rất là năng lượng, rất là tràn đầy khí thế, liên tục có những cái mục tiêu mới và cái mục tiêu mà nó đủ lớn để nó kích hoạt được cái con người của các anh chị lên. Nhưng mà các anh chị hãy nhớ rằng là mục tiêu đủ lớn nhưng mà đừng có phi thực tế, đừng có gọi là phi thực tế, nghĩa là đừng có có nhiều người nói rằng là nói như theo vậy thì bây giờ chị mục tiêu đủ lớn của chị bây giờ chị đang có thu nhập 10 triệu mà chị nói là mục tiêu đủ lớn của chị là phải là 1 tỷ cơ. Mục tiêu đủ lớn của chị phải là 10 tỷ cơ. Ở trong vòng 1 tháng tới là chị phải có 10 tỷ cơ. Thì nó gọi là nó hơi phi thực tế quá các anh chị ha. Nó mục tiêu các anh chị nó chỉ là có thể gấp 2 hoặc là gấp 5 lần là vừa thôi. Chứ nó gấp nhiều quá thì nó gọi là khó quá bỏ qua đó. Nếu mà nó khó quá là mình sẽ gọi là kiểu như bỏ qua và không có thực hiện á. Đó là những cái yếu tố mà giúp cho các anh chị có thể Thêu đã học tập và rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ, và Thêu đã áp dụng cái công thức này cho tất cả những cái mục tiêu trong cuộc sống của Thêu, từ cái mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu lớn. Và kể từ giây phút này cho về đi ha, là các anh chị phải xuất sắc trong cái việc đặt mục tiêu, và chúc cho các anh chị có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà các anh chị đề ra. Và nếu như các anh chị cảm thấy video này hay, anh chị hãy nhấn like, chia sẻ và cũng như là follow kênh để được đón nhận nhiều cái bài học mà Thêu đã học tập và rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ, để giúp cho các anh chị cái hành trình cuộc sống của các anh chị nó thành công hơn, nó khỏe mạnh hơn, nó hạnh phúc hơn và nó dễ dàng hơn nha.